Mến chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Mua Bán Nhà Đất Tây Ninh nha. Thì hôm nay anh Hai Lúa lại có hai siêu phẩm bất động sản, hai căn nhà xây mới thiết kế rất là đẹp với hai lớp cửa kính, một cửa kéo và một cửa kính nhìn cho quý anh chị để đón chờ những video bất động sản mới nhất từ kênh Mua Bán Nhà Đất Tây Ninh. Quý anh chị mình có thể đăng ký kênh cũng như là chia sẻ video này đến mọi người. Ai có nhu cầu cần tìm bất động sản này thì cửa chạy tự động luôn nha quý anh chị. Nhà mình á sẽ nằm trên một cái mặt tiền đường nhựa, lộ giới là 10 mét nè. Và đặc biệt nằm giữa hai con đường Nguyễn Chí Thanh và đường Trần Phú. Hai con đường rất là lớn ở khu vực thị xã Hòa Thành. Hướng này bà con mình sẽ đi lại ngã tư đầu tiên. Quẹo phải là mình sẽ ra đường Trần Phú. Quẹo trái bà con mình sẽ đi ra đường Nguyễn Chí Thanh. Đây là khu vực của khu phố Long Trung, phường Long Thành Trung nha bà con. Dân cư ở san sát nhau nè. Từ đây nè, bà con mình đi về ngay chợ Long Hải á, chỉ cách có 1,5 km nè. Về ngay chợ Long Hoa á, chỉ cách có khoảng 2 km thôi. Mà về chùa Tòa Thánh, chỉ có thêm 1 km nữa. 3 km là bà con mình về đến ngay chùa Tòa Thánh luôn nha. Đó, bây giờ mình sẽ vào mình xem từng căn nhà nha bà con. Ở phía trước nhà mình sẽ có một cái sân như thế này. Sân này bà con mình có ô tô bé bé xinh xinh, mình có thể đậu phía trước sân như thế này cũng được nha. Sân á, đã được lót gạch vỉa hè và cao hơn mặt tiền đường rồi. Mặt dựng ngôi nhà thì bà con có để ý không ạ? Ở phía trên mình có một cái mái hiên đã được che ra phía ngoài nè. Có một cái bồn hoa. Mỗi nhà là có mỗi bồn hoa riêng nha bà con. Có cái phần mặt dựng phía trước đã được dán gạch rất là đẹp nè. Bước vào trong đây á, thì mình sẽ... Khu vực này á, là một cái cửa cuốn tự động nha bà con. Cửa cuốn tự động. Và còn thêm một lớp cửa ở phía trong này nữa. Ở đây á, mình sẽ sử dụng giếng khoan, giếng sẽ đặt bên phải ngôi nhà và phía trước như thế này. Và đây sẽ là cái lớp cửa thứ hai dành cho cái bất động sản của mình nha. Đây, mở ra, cửa kính cường lực, rất là dày ha, và mở rất là êm ái luôn. Thì theo cái bản vẽ thiết kế, cái phòng này á, bà con mình có thể đậu được một chiếc ô tô. Nếu như bà con mình đã có ô tô thì mình có thể muốn đậu trong nhà thì mình có thể gỡ cái lớp kính ra, mình đậu ô tô cũng được. Còn không thì mình có thể sử dụng phòng này làm phòng khách. Khu vực này bà con mình có thể đóng giắt và gắn máy lạnh cho khu vực phòng khách được luôn nha. Tại vì mọi thứ mình đều được ốp trần thạch cao và đóng hộp rất là đẹp nha bà con. Có một chiếc đèn trần giữa nhà của mình nè. Bên đây thì có một cái ô này mình có thể đặt tivi được. Hoặc có thể để những cái khung tranh lên khu vực này. Cũng rất là đẹp để trang trí điểm nhấn cho ngôi nhà của mình. Bên đây sẽ là cái khu vực đường lồn. Đường lồn của mình rất là rộng rãi luôn. Và nhà chúng ta có trang bị được hai phòng ngủ nha bà con. Và toàn bộ gạch trong nhà bà con thấy nè, dán cao lên cho bà con mình 1m7 luôn nha. Rất là cao nha. Đường lồn này rộng 1m2, đi lại rất là dễ dàng. Hai cái phòng ngủ của mình đều được trang bị máy lạnh nha bà con. Cửa phòng ngủ nè bà con thấy nè, trang bị một cái cửa sắt kiến mài, tay nắm cửa inox cho bà con mình luôn nha. Đây là cái diện tích phòng ngủ. Diện tích phòng ngủ cũng khá là rộng rãi ha. Gạch cũng được dán cao. Phía trên là trần thạch cao. Được đóng hộp rất là đẹp nè. Có những cái ô kiến đã được lắp đặt sẵn bà con mình về. Mình không cần lắp đặt thêm nha. Trang bị sẵn một cái máy lạnh cho bà con mình luôn rồi. Bà con về chỉ có xách vali vô là ở thôi. Hai phòng ngủ đều có trang bị máy lạnh hết nha. Đây là con phòng ngủ thứ hai. Đây bà con, anh chủ anh trang bị sẵn như thế này. Remote nè, sách hướng dẫn sử dụng cũng như là pin là trang bị sẵn cho bà con mình hết. Bà con mình về chỉ có việc là dọn dồn vô là ở thôi. Bên đây thì cái trần nó có thêm cái đèn màu tím đánh lên cũng khá là đẹp ha. Và tiếp theo hai khu vực phòng ngủ thì mình sẽ có một cái không gian phòng bếp. Không gian phòng bếp này bé bé xinh xinh, chị em sẽ rất thích điều này. Ở đây mình có một nơi để mình có thể đặt máy lọc nước cũng như là máy giặt cũng được nha. Bồn là bồn sứ nè bà con. Đây là một cái bồn sứ, bồn rửa chén nha. Vòi nước, nước xả cực kỳ mạnh luôn. Và có hai chế độ nước luôn nha. Bên đây là cái ô để bà con mình có chờ dây điện sẵn luôn. Mình có thể lắp đặt bếp từ cũng được. Hoặc là lắp đặt bếp ga âm. Đây là đá hoa cương nha bà con. Có tủ bếp dưới nè. Tủ bếp trên thì được hàng bên đây. Bên đây mình có thể lắp đặt thêm cũng như là lắp thêm máy hút mùi cho gia đình của mình nha. Phía trên đó là trần thạch cao, cũng có đèn trần giữa nhà luôn, rất là đẹp ha. Ở đây mình có xây lên một cái vách ngăn. Vách ngăn sau này chỗ này á, sau lưng á sẽ là có một cái sàn nước ở dưới đất.
Bên đây là khu vực sàn nước, còn bên này á là mình có nhà vệ sinh và nhà tắm riêng. Phía trên á mình còn có một cái giếng trời nữa nha, một cái giếng trời phía trên. Đây là cái nhà vệ sinh của mình, nhà tắm của mình. Cửa là sử dụng cửa nhôm và nguyên một cánh kiến như thế này. Lavabo này có nước nóng lạnh sẵn nha. Nhà thì mình đã được trang bị dàn máy nước nóng cho bà con mình rồi. Vòi sen cũng vậy, có nóng lạnh sẵn nè, một cái tấm kiến rất là to bên đây. Cái này là cái vách kính nha bà con, không phải vách xây nha, một cái vách bằng kính, có máy hút mùi luôn. Bên đây là cái toilet của mình. Trang bị toàn là đồ cao cấp thôi bà con. Bồn cũng là bồn sứ cao cấp nè, có vòi xịt, toàn bộ đều được dán gạch cao lên trên, rất là sạch sẽ. Máy hút mùi dành tặng sẵn cho bà con mình. Căn đầu tiên là bà con đã thấy rồi, rất là đẹp đúng không bà con? Thiết kế tuy là diện tích chỉ có ngang 4,5 m, dài 17 thôi, nhưng mà bù lại căn nhà mình được thiết kế rất là gọn và rất là đẹp ha. Phòng khách, phòng ngủ, hai phòng ngủ, rồi có phòng vệ sinh, rồi có phòng bếp riêng biệt cho bà con mình sử dụng. Cái sân này tiếc một điều là không có sân thôi đúng không bà con, nhưng mà bù lại thì bà con mình có thể đậu xe trong phòng khách của mình cũng được luôn. Bây giờ mình qua mình xem căn thứ hai để xem nó có sự khác biệt gì không nha bà con. Hai căn thì đều sử dụng là cửa kéo tự động cũng như là một cái cánh cửa kính. Bên này thì sẽ nghịch lại với bên kia, là mình có một cái diện tích phòng ngủ nằm bên tay trái, và cái đường luồn lối đi mình sẽ nằm ở phía bên này. Cái đèn trần cũng khác, đèn trần bên đây nhìn nó có pha lê, nhìn nó đẹp hơn một tí. Khu vực ở phía sau này mình cũng có hai phòng ngủ và đều được trang bị máy lạnh giống như bên kia. Gạch dán nền là gạch 60-60 bóng văn mây, có đầy đủ cho bà con mình hết. Nhìn cái ngôi nhà mình những cái chi tiết như là tay nắm cửa nó cũng góc cạnh nhìn rất là đẹp ha. Toàn bộ đều là inox hết, máy lạnh, trần thì thạch cao đóng hộp, rất là đẹp, hai căn liền kề luôn. Khu vực này là khu vực phường Long Hành Trung nha bà con, sát bên phường Long Hành Trung luôn. Đây là cái gian bếp, đều có một cái bồn bằng sứ như thế này, bằng đá như thế này rất là đẹp ha, rất dễ lau chùi. Cũng bên đây cũng có trường một cái để mình bếp âm từ ở đây. Trần bên đây thì có khác một tí, một cái trần có đi đèn led. Hai căn thì giống như nhau nhưng mà chỉ khác về vị trí phòng ngủ cũng như là những cái phối màu và phối đèn nó sẽ hơi khác một tí. Nhà vệ sinh và toilet thì cũng nằm đây, và mỗi bên đều có một cái giếng trời, có một cái tấm che màu xanh phía trên như thế này, giúp cho chúng ta có lấy được ánh sáng vào ban ngày, có thể phơi đồ được luôn. Đây là diện tích phòng tắm này, bồn này, nước nâu là có sẵn cho bà con hết rồi, có nước nóng nước lạnh hết rồi nha bà con. Vách thì là vách kính, bên đây là cái nhà vệ sinh, sử dụng đều là đồ cao cấp hết, gốm sứ hết nha bà con. Và bây giờ mình sẽ xem qua hai cái quyển sổ hồng của cái bất động sản của mình nha bà con. Thì ở đây mình sẽ có một cái trích lục của cái ngôi nhà mảnh đất của mình. Ở đây mình sẽ có cái đường nhựa phía trước là đường số 52 của đường Nguyễn Chí Thanh, đường nhựa 10 m ha, ngang 4,5 m, dài 17 m, ở sau vẫn là 4,5 m luôn. Và đất chúng ta sẽ được full thổ cư rồi nha, và sẽ quay về hướng tây nam. Thì bà con mình đã xem qua hai căn nhà của mình rồi, mỗi căn đều là ngang 4,5 m, dài 17 m và full thổ cư hết. Hai căn nhà được xây liền kề với nhau như thế này, cũng như là được trang bị máy lạnh nè, máy nước nóng nè, và hoàn thiện sẵn như thế này, trang bị cửa cuốn rất là đẹp luôn. Thì anh chủ anh chị sẽ chia sẻ với cái mức giá dành cho bà con là 1 tỷ 350 triệu cho mỗi một căn như thế này nha bà con. 1 tỷ 350 triệu, một cái giá rất là hợp lý luôn. Bà con nào quan tâm có thể liên hệ đến kênh Mua Bán Nhà Đất Tây Ninh theo số điện thoại 0839 666 736 để được kênh Mua Bán Nhà Đất Tây Ninh hỗ trợ cho bà con mình nha. 1 tỷ 350 triệu mỗi căn như thế này. Anh chị em mình có đông người, mình mỗi người mình chốt một căn, mình về mình ở sát nhau, tối lửa có anh em mình có nhau nha bà con. Và bây giờ mình sẽ đi ra cái con đường Trần Phú cũng như là đi về con đường Nguyễn Chí Thanh để cho bà con mình xem coi là đường xá đi lại nó có dễ dàng không nha. Xin mời bà con. Và đây là cái con đường Nguyễn Chí Thanh, theo hướng này bà con mình đi thẳng là mình sẽ về ngay cửa số 6 của chùa Tòa Thánh, và cũng như là đi về hướng chợ Long Hoa. Và ở đây mình sẽ có một cái con đường số 50
Ở đây mình sẽ quẹo phải vô con đường 50 này. Ở đây mình sẽ có quán lẩu U19, lẩu 100k nữa nè bà con. Thì theo bà con quẹo phải vô cái con đường số 50 này á, bà con mình đi thẳng á, thì mình vào cái hẻm thứ hai thì mình sẽ quẹo phải, mình sẽ đến ngay cái vị trí căn nhà của chúng ta nha. Mình vừa qua cái quán U40. Thì đây là cái con hẻm thứ hai, bà con mình sẽ quẹo phải để mình đi vô cái căn nhà. Con thấy nè, đường xá ô tô đi lại rất là dễ dàng ha. Đây, ở đây bà con mình quẹo phải là mình sẽ đến căn nhà của mình. Bà con thấy đó. Bây giờ mình sẽ đi thẳng luôn để cho bà con mình tham khảo đường đi nha. Và theo con đường số 50 này thì bà con mình sẽ đi thẳng khoảng thêm một ngã tư nữa thì mình sẽ đến cái con đường Trần Phú nha. Đây là đường hẻm số 63 của đường Trần Phú. Nếu bà con mình rẽ trái thì mình sẽ đi về hướng cửa số 7 chùa Tòa Thánh. Còn nếu mà bây giờ mình rẽ phải thì mình sẽ đi về hướng ngã tư Long Hải, đi về khu vực chợ Long Hải nha bà con. Buổi sáng thì mình có hai sự lựa chọn, một là mình sẽ đi chợ Long Hoa, hai là bà con mình sẽ đi chợ Long Hải. Đường xá đây là đường Trần Phú, con đường rất là đẹp ở khu vực Tây Ninh của em ha. Thì với cái diện tích căn nhà ngang 4,5 m và dài 17 m và full hậu cư quay về hướng Tây Nam ở khu vực phường Long Thành Trung thì sẽ có mức giá 1 tỷ 350 triệu, bà con mình sẽ sở hữu một căn nhà và mảnh đất đó. Bà con quan tâm có thể liên hệ số điện thoại 0839 666 736 để được kênh Mua Bán Nhà Đất Tây Ninh hỗ trợ cho bà con mình nha. Cảm ơn bà con đã quan tâm và theo dõi. Hãy đăng ký kênh cũng như là like và chia sẻ video để mỗi ngày nhận được thông báo mới nhất từ kênh Nhà Đất Tây Ninh nha bà con. Cảm ơn bà con và xin hẹn bà con ở những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại.